Rút bùi lụa đúng không? Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm bonsai mà tạo ra một cái chất để mà tha lên cái cây cho nó không có mối mọt, không có mốc, mà người ta gọi là thuốc bôi lũa hoặc gọi là zim đó các bạn. Thì nguyên liệu của nó thì gồm như sau. Mình làm ít nha các bạn. Đây là một lạng lưu huỳnh. Cái đây là nửa lạng vôi, tỷ lệ là 1 vôi, 2 lưu huỳnh nha. Nước là 10 nha các bạn, 10 tức là 1 lít nước các bạn. 1 lít nước đây, mình đo 1 lít nước đây. 1 lít nước. Và nhớ các bạn nhớ là làm lưu huỳnh này bạn. Mở lòng này. Làm bếp bếp thì các bạn làm ngoài sân nha, đừng làm nhà tại nó cực kỳ hôi. Đây là chất độc. Chất độc nha. Đây là thuốc nổ được nha các bạn. Thuốc nổ nha. Đó là lưu huỳnh này. Đây vôi. Vôi đây. Đây thì nhớ là làm ngoài sân nha. Đây mình bỏ vô tay đây. Không bị gió đây. Tỷ lệ là một lưu huỳnh. Một vôi. Một vôi. Hai lưu huỳnh. Hoặc là một vôi một lưu huỳnh cũng được. Đấy, một vôi hai lưu huỳnh, 10 nước tức là 1 lít nước đấy. Một lạng, một lạng hai lạng. Cái này nửa lạng và một lạng. Cái này là 1 lít nước. Rồi. Bây giờ mình tiến hành pha cái này. Đầu tiên thì mình bắt bàn dùng tay nha. Nhớ đừng cho nó bể cái bịch ra. Mình bóp đi. Bóp cho nó mịn đi. Cảm ơn em, hãy nhớ cái tỷ lệ nha em. Nếu anh em nào muốn nấu cái này thì tỷ lệ nó quan trọng lắm. Cái này là rất là hôi nha các bạn. Tí nữa nấu các bạn phải đeo khẩu trang và mà tránh gió, và lửa nhỏ nha, lửa lớn cháy á nổ á. Này là có kỹ thuật tí này cho mày ưng thì nấu. Lửa vừa thôi, lửa lớn là nó cháy cái son. Cho nên là mày làm như làm ẩm thực mà. Bóp cho nhỏ, đầu tiên bóp cho nhỏ. Mà nó nhớ là tha vô cây diệt được nha. Cây cây những cây mà mình làm lũa, nhưng cây những cây có thân cứng như là mai nè, cái trách, kim sam. Các bạn thấy những cái cây nào mà người ta làm mà có cái lũa mà trắng trắng là nó đó bạn. Cái này này bán rất đắt tiền nha. Mình làm cái này thì không bao nhiêu tiền hết. Cái này mua có mấy chục ngàn, còn cái này thì mình xin cũng được. Nó có bán sẵn không ta? Không, bán mà nó bán đắt lắm. Gần 1 triệu 1 lít á. Ù mắc quá. Cái này mình làm, nếu mà làm hai cái này ra thì mình cô đặt nó tầm khoảng được nhiều, gần hơn 100 ml. Hơn 100 ml thì mình tha thoải mái rồi, dùng thoải mái rồi. Còn nó dùng ok rồi. Rồi khi mình bỏ vôi vô. Nhiệt cô trang nha các bạn. Tại nó hôi lắm. Sau đó lưu huỳnh nha. Các bạn nhớ đừng có làm trong nhà. Mình ra ngoài vườn các bạn làm. Rồi, ok. Cái này mình thái đều ra. Rồi, lửa cháy rồi. Khuấy nhiều tay và khuấy liên tục. Giờ thì chưa có mùi gì đâu. Sôi lên là có hay. Các bạn khuấy liên tục, và sau này mà đây là màu vàng ha, chừng nào nó chuyển thành cái màu giống như cái quả mận chín đó bạn. Màu quả mận chín là xong, nhưng mà hơi lâu một chút. Các bạn phải hơi lâu, khuấy liên tục thôi. Nóng
đầu tiên lưu huỳnh nó nổi lên nha, nhưng xíu nữa nước sôi, nước sôi thì nó sẽ chìm xuống. Sơn này là cái sơn nắp, cái dở đó. Cái sơn gan, nhôm. Sơn này nắp này. Nóng rất nhanh. Vôi lưu huỳnh này các bạn biết mua đâu không? Mua mấy cái tiệm thuốc bắc đó các bạn. Hoặc là các bạn xin các phòng thí nghiệm á. Ừ, chắc cũng ai cho đâu. À, thì thuốc bắc mua cho nhanh nha các bạn. 30 ngàn thôi là gì làm được rồi. À, nước bắt đầu sôi đấy. Máy liên tục. Các cái linh sam hoặc cái tắc á, người ta mai làm nướng cũng được. Cái này là mình vậy rất là điều tay nha các bạn, lửa vừa nhỏ, mình nấu trong vòng cũng hơi lâu á, thì nào cái này nó chìm xuống hết á, nó có một cái màu, nó biến đổi thành một cái màu vàng chín là ok. Rồi các bạn nhớ đeo khẩu trang một tay vừa vô cho nó cẩn thận nha. Cái này tha vô cây mai, những cái mai nào mà nó không may nó bị lũa đó, hay là mình cố ý làm lũa các bạn. Bữa nay có phong trào chơi bonsai, cố ý làm một cây lũa, cố ý làm lũa hình thù thì mình tự tạo thôi, nó tương đối đẹp. Thì mình tha cái này vô thì nó giữ được cây mai mình lâu lắm. Nó không tan rồi. Được rồi đâu. Thôi được, nó tan. Cái nào lấy này là phước núi vui. Rồi sôi rồi đấy. Mình muốn đeo khẩu trang là nên né mà. Có khi nào nổ không? Là cái bùm quá rồi. Mà đâu có đầu nổ. Cháy thôi. Nếu mà lửa lớn thì nó cháy thôi. Nó nổ. Cục cháy. Con lạng đây làm phước núi ngon rồi. Lâu lắm, khắc lại một xíu. Sôi lắm. Đang sôi dữ vậy. Ừ.
giờ là các bạn thấy không, lưu hình bắt đầu chìm xuống này, bắt đầu sôi này, sôi mạnh, lưu hình chìm xuống hết rồi, đóng ván hết trơn. Chơi của cô lắm các bạn, phải chịu khó nha. Mở tay chứ. Ai mở tay hả? Người quay cũng mở tay rồi. Quay cũng mở tay. Làm xong rồi các bạn bỏ trong một cái chai á, để dành mình dùng lần, không sao hết, đỡ cả mấy năm cũng được. Cái nào dùng mình lấy ra dùng thôi. Nó không hư. Sự cố kỹ thuật các bạn. Mỏi tay quá. Tính ra làm này phải gần nửa tiếng mới chín á. Tiếng cứ làm chừng nào nó có cái màu của nó, màu như ý là vậy. Nó xoay là gì, lưu huỳnh gì đó, nó chìm hết rồi hen, nó quyện lại rồi đó. Công phu chừng nào nó biến, các bạn cứ ngồi quậy thoải mái, chịu khó. Thì nào nó biến đổi thành một cái màu tương đối đẹp. Đó không đỏ mà vàng còn không vàng. Nó tím tím tím. Nó tím như màu cái bằng chín vậy, nó này vậy đó. Hello các bạn ơi, nhớ kiên trì nha. Lâu lắm rồi nha các bạn. Cứ làm chừng nào nó biến đổi thành cái màu bằng chín là ok rồi. Nhưng mà đặc biệt nói với các bạn là thành công nha, chứ không phải là ấy đâu các bạn. Cứ kiên trì thời gian, quan trọng nó hơi lâu. Cứ làm nha. Tại vì cái đây bán đắt tiền, cho nên nó đắt tiền không có thời gian làm này các bạn. Cho nên là cứ kiên trì nha. Thấy đơn giản mà không phải vậy nha. Đừng đơn nó giống như người nha, không liền. Có khả năng là móc đứt bình ga. Cho nên các bạn cứ kiên trì, quậy cái làm. Vì sự nghiệp cái cảnh. Chơi mà. Vì cái đam mê của mình. Không có gì mệt các bạn. Được, nó được vàng. Đẹp ha, màu đẹp á. Cái hiện tượng là cháy các bạn, khô nước, cho nên là làm nước vừa thôi. Hôm nay là cũng ăn được rồi nè. Này lửa cũng hơi lớn nha các bạn. Một lít nước ngoài giờ chắc còn khoảng nhiêu ta? 200ml, nhưng mà lửa này hơi lớn cho nên nó khô nước nha. Dặn nhỏ lại, điều chỉnh lại một xíu ha. Lâu lắm. Đem như trong đây mình thay cái sao hơi nhỏ một tí để sau cho nó rộng, cho nên là nó dở. Rất là hôi, các bạn cầm cái quê để dài ha. Ngồi từ xe. Từ xe mình gọi.
màu bắt đầu thay chuyển rồi. Cô. Phải liên tục các bạn, đừng để nó trào ra ngoài, trào ra ngoài cháy. Trời gió. Màu này ăn được rồi nè, màu màu chín rồi. Tiếp tục hỏi nha. Rồi gần được rồi, gần ok rồi, màu như này. Nó vẫn ở đây sau. Gần được màu thì là gần được rồi các bạn. Đây nè, màu đây, màu ra là ok này, nhưng mình làm thêm một tí nữa được. Nhưng mà các bạn đừng có làm nhiều nha, nếu mà làm lửa bây giờ bắt đầu các bạn dặn lửa hơi nhỏ lại đừng cho nó cháy, mà nó cháy này nữa nó làm cháy cái dạo tay của mình, nếu nó đụng như dạo tay ha. Vừa thôi các bạn, nhớ là giống như vậy nè. Vậy là ok, màu màu chín này rồi. Các bạn nhớ tỷ lệ nha, tỷ lệ là nó 1:20. Một vôi Halloween và 10 nước thì đơn giản rồi không. Tắt bếp rồi. Ok ạ. Nhắc lại. Nhắc lại ngồi nhé. Nóng lắm, mà cẩn thận nha. Kể đi à. Màu màu chín là như thế này. Đây, đây là xong rồi nè, thành công nè. Đấy, màu màu chín là như thế. Hơi nào cũng bán, các bạn đến nguội. Đến nguội xong rồi cái là mình bỏ trong cái chai, mà nhớ là chai thủy tinh nha, để mình xài dần. Chứ nếu để chai nhựa là một thời gian nó mục cái chai liền, nó bể chai nhựa rồi nó chảy hết nước đi. Chúc các bạn thành công nha. Và các bạn thấy hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh và cho anh hai anh em một like, để một like các bạn là một động lực vô cùng lớn cho hai anh em làm clip hay hơn nữa. Chào tạm biệt các bạn nha.